Xin chào các bạn, mình là Nghĩa Viettel. Clip hôm nay mình xin được giới thiệu đến các bạn một số những gói cước trả sau mới nhất của Viettel có data theo ngày, cập nhật bắt đầu từ tháng 6 năm 2023 các bạn nhé. Gói đầu tiên có tên gọi là gói V120K. Với 120.000 một tháng, SIM của các bạn sẽ nhận được những ưu đãi miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, một tháng có thêm 50 phút gọi ngoại mạng và mỗi ngày có 1,5GB data tốc độ 4G. Gói thứ hai, gói V160T, với 160.000 một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, một tháng có thêm 60 phút gọi ngoại mạng, 60 tin nhắn nội mạng và mỗi ngày có 3GB data. Gói cước thứ ba, gói cước V200T, với 200.000 một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng, 100 tin nhắn nội mạng và mỗi ngày có 4GB data tốc độ 4G. Gói cước V250T, với 250.000 một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 30 phút, một tháng có thêm 150 phút ngoại mạng, 150 tin nhắn không phân biệt nội mạng hay ngoại mạng và mỗi ngày có 5GB data. Và gói cước cuối cùng, gói cước V300T, với 300.000 một tháng, được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút, một tháng được thêm 200 phút gọi ngoại mạng, 200 tin nhắn không phân biệt nội hay ngoại mạng và mỗi ngày có 6GB data tốc độ 4G. Gói cước này là gói cước nhiều data nhất dành cho cả SIM trả trước và trả sau, ngoại trừ các gói cước dành cho doanh nghiệp các bạn nhé. Các bạn còn có những cái câu hỏi nào muốn đặt ra cho mình có thể để lại phía dưới comment hoặc liên hệ trực tiếp với Nghĩa Viettel theo số điện thoại 0981208208. Tìm số điện thoại này cũng ra Facebook và Zalo của mình các bạn nhé. Chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.